Vâng, với cái tiêu chí là đời cao, quên tiêu chí, tiêu chí đời cao và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như các bác đang có nhu cầu mua một chiếc xe về để chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm ăn, kiếm sống, kiếm thu nhập thì đây là một cái dòng xe mà có thể nói đang rất là hot ở tại bãi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Không biết là ở các cửa hàng khác thế nào nhưng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì những cái dòng xe này cứ về con nào là hết con đấy luôn. Nó phục vụ cho bà con các bác chị em mình chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì nó rất là hợp lý. Thực ra thì cái dòng này là một cái dòng có thể nói là ở cái phân khúc hạng A sedan hay đâu. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, sản xuất năm 2016, một chiếc Mitsubishi Archer. Tuấn Anh đang để cái đầu nó ở phần thấp. Các bạn nhìn thấy nó có vẻ hơi chúc đầu xuống bà con nhé. Chứ thực ra con này thì cái phần độ sáng khoảng không gầm của nó cũng khá là cao bà con nhé. Đây là một chiếc xe cực kỳ rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu cho mọi người. Với khối động cơ 1.2, xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Chiếc xe giao biển Hà Nội tư nhân biển 30K97461. Đặc biệt thì chiếc xe này đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, còn đâu những cái va quẹt xước sát tiền sơn bên ngoài thì không thể tránh khỏi. Đấy, con này thì đã lên được full đồ từ màn hình Android cho đến hệ thống camera hành trình. Và nội thất của nó rất là đẹp, biển thì biển Hà Nội đăng kiểm mới bà con nhé. Với cái bản đủ này thì nó được trang bị hệ thống túi khí ABS, hệ thống điều hòa, cộng với lại gương kính chỉnh điện đây còn bà con nhé. Với dàn nốp của nó thì rất là mới, tí nữa sẽ xem cùng xem khám phá cái dàn nốp của nó rất là mới bà con ạ. Với cái tầm tiền như con xe này hiện tại bên em đang bán cũng chỉ nhô 200 triệu một chút thôi, 219 triệu đồng là bà con đã sở hữu được một chiếc Mitsubishi Archer 2016 phiên bản số sàn máy 1.2. Chiếc xe trang bị đầy đủ cảm biến lùi, đầy đủ hết theo xe bà con nhé. Rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Alo ạ. Dạ vâng ạ. .8 ạ, con số tự động ạ. Vâng, em một lần SC718 ạ. Nhập khẩu Đài Loan ạ. $158 triệu bao vào tên chính chủ cho anh nhé. Thì em bao vào tên cho anh rồi, còn đâu thích rút thì em lại không bao cho anh thì em rút cho anh có gì đâu. Vào tên bây giờ mất tầm gần 10 triệu đó anh ạ. Vâng. Khung sườn còn nguyên ạ, máy móc thì cũng làm lại rồi nhưng mà ngon lành ạ. Đã 21. Dạ vâng. Em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Dạ vâng. Anh tí em gửi cho nhé. Thì em đang quay xe tí gửi. Dạ ok, viện. Chào bác nhé. Đấy, cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì rất là thấp đây. Các bạn thấy đây, mức tiêu hao nhiên liệu của nó đây, quá là ok cho tất cả mọi người rồi. Nội thất chiếc xe thì anh em ạ, đây là một cái dòng xe gia đình sử dụng. Thì anh em có thể nhìn thấy cái via gầm của nó này. Anh em nhìn thấy tất cả cái ba via gầm của nó này, gần như là chưa có một tí gì va quẹt ở cái phần via gầm này. Đấy, bà con nhé. Đấy. Còn nội thất chiếc xe thì anh em thấy được ạ. Được bọc một bộ áo ghế bằng da, có trang bị hệ thống túi khí đầy hoàng. Vô lăng của nó thì còn khá đẹp, khâu ra từ đầu. Đấy, đời 2016 xe chạy được 16 vạn chuẩn không tua. Đấy, Tuấn Anh có nào Tuấn Anh nói thế chứ không thích tua làm cái gì ạ. Tất nhiên thì với cái dòng xe này ạ thì các bác cứ bảo là gia đình nhưng mà thực ra thì các bác cũng mua về chạy dịch vụ ở nhà. Tóm lại thì cũng là dịch vụ thương quyền ở nhà thôi chứ không có khoan đục taxi trong hãng. Cái cơ bản là chạy nhiều nhưng mà xe của nó thì rất là zin, không lỗi và còn nhé. 16 vạn từ năm 2016 giờ 8 năm, mỗi năm 2 vạn thì nói chung là cũng quá là bình thường với một chiếc xe như thế này thôi. Dạ có bác chị em thấy ạ. Tất cả đường keo nó chỉ của nó còn rất là zin, không lỗi và còn nhé. Có hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Và ở cái cửa tiền mà nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng nhô 200 triệu 219 triệu đồng là bà con đã sở hữu được một chiếc Mitsubishi Archer 2016 số sàn. Tất cả đều rất là đẹp và rất là zin cho bà con đây. Tất cả đều rất xịn sò cho tất cả quý khách hàng. Hệ thống tắp ly tắp nước của nó thì còn rất là đẹp đây nhá. Vân viết của nó rất xịn sò.
Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Mitsubishi Actra-G này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào, xem xe và chạy thử xem nó có phù hợp với tất cả quý khách hàng về cái mức tiêu dùng, mục đích sử dụng của các bạn không. Đấy, tất cả hệ thống đường keo nét chỉ của nó còn rất là zin. Đấy, đường keo nét chỉ của nó rất là zin cho bà con đây. Tất cả những con ốc này của nó còn nguyên zin hết này. Đấy, đường keo nét chỉ của nó rất là zin cho bà con này. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Daewoo, về chiếc xe Mitsubishi Actra-G 2016 số sàn, tất cả còn rất là đẹp và gần như là mới, xe thì cam kết cho anh em là không lỗi bà con nhé. Với cái tầm tiền của nó thì rất là phù hợp để các bạn có thể mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì khá là ok. Đây là phần gầm của nó này, độ sáng gầm cũng như là tất cả gầm của nó thì không có mục mọt gì bà con nhé, không có mục mọt gì. Với cái tầm tiền là nó khá là hợp lý, 219 triệu đồng là bà con đã sở hữu được trước Mitsubishi Actra-G 2016 để các bạn chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì khá là hợp lý cho quý khách hàng cũng như quý bà con có bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe làm sao mà nó hợp lý và nó ổn định nhất được không ạ, để cho các bạn có thể là mua tận tay mà chạy thử, sau đó thì hãng xuống tiền. Còn cảm thấy mà còn vẫn còn đang năn tăn chê một cái gì đó hay là như thế nào thì các bạn có thể về cân đối thoải mái. Cửa hàng bên em thì lúc nào cũng sẵn sàng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em như mình qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm nhé bà con nhé. Hút thuốc nào, nước chè miễn phí luôn, chạy thử xe miễn phí để cho bà con các bác nhìn có thể trải nghiệm được. Đấy, không giống như là các bác có thể là mua xe mới hay là như thế nào, chứ bên em thì cứ xe cứ xăng lúc nào cũng có trong bình, máy nổ còi kêu là cứ chạy thôi, chạy bao giờ cảm thấy mà cảm thấy ok thì các bạn có thể mua, không ok thì các bạn có thể về cân đối thoải mái bà con ạ. Bà con nhé, giờ chúng ta sẽ đi vào phần trong xe để lổ lên xem tất cả mọi chức năng bên trong nó có những cái gì và nó còn thiếu sót những cái gì. Bà con nhé. Thực ra thì nếu như cái dòng xe này là một cái dòng xe gần như là đã tiết kiệm hết cái chi phí để cho các bác có thể có được một chiếc xe để mua về chạy gia đình ở cái mức rẻ nhất bà con nhé. Rẻ nhất bà con ạ. Rất là đẹp, có màn hình OLED Pro rất là đẹp cho tất cả mọi người. Đấy, màn hình OLED Pro rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Có hệ thống camera lùi đầy đủ nét căng và có hệ thống cảm biến cộng với lại hệ thống camera hành trình ở trên gương bà con nhé. Camera hành trình đây bà con thấy này. Hành trình này. Và dòng này thì nói chung là để mà chạy tiết kiệm thì chắc chắn đây là một chiếc xe sedan cực kỳ tiết kiệm với khối động cơ 1.2. Con này thì nó chỉ được có trang bị động cơ 3 máy thôi. Nhiều bác bảo sao cái do này máy nó rung thế. Vâng ạ, nó là 3 máy 1.2. Cái gì nó có cái giá của nó các bác ạ, nó tiết kiệm thì nó chỉ được 3 máy thôi. Đúng không bà con ạ? Nó không giống như dòng i10. i10 cũng 3 máy, 4 máy nhưng nó là 1.2, nó là 4 máy thì nó sẽ đắt hơn dòng sedan đó. Còn dòng này thì form dáng đẹp, đời cao mà giá thì lại rẻ. Thì nói chung là các bác chạy thì nó cũng rất là tiết kiệm. Nói chung để mà chạy dịch vụ thì con xe này nó khá là hợp lý cho tất cả mọi người rồi. Từ cái không gian nội thất cho đến sơn xi bên ngoài. Và đặc biệt con này thì nó còn rất là zin và rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Với cái tầm tiền và với cái cửa tiền của nó thì quá là đẹp và ổn định. Với cái tầm tiền như thế này thì các bạn ạ, với cái giá chỉ có 219 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc xe rất là hợp lý, có hệ thống gương kính chỉnh điện nhé, gương kính chỉnh điện mà con nhé. Đây chúng ta sẽ cùng xem cái phần khoang máy chiếc xe này, xem là máy móc của nó còn zin hay không. Tuy là nó chạy nhiều nhưng mà em nghĩ là nó còn rất là zin và chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn ạ. Đây đây ạ, với cái tầm tiền như này thì con xe này nó rất là hợp lý cho mọi người đây. Đấy, máy móc của nó thì anh em thấy được đây ạ. Đây là phụ xi ABS này. Và dòng này thì với cái phần khoang động cơ của nó thì rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản thôi bà con nhé. Tất cả mọi thứ này, keo đuôi chuột hay là tất cả mọi thứ có là máy bằng zin hết bà con này. Máy zin nhé. Bà con nhé. Đời 2016 chạy 16 vạn với một chiếc xe bình thường, không có bị làm sao hay là chạy rất giữ gìn thì nó còn rất là zin và cabo của nó cũng rất là đẹp cho mọi người đây. Tất cả đều rất xịn sò. Với cái tầm giá như này bà con nhé. Mitsubishi Actra-G 2016 số sàn máy 1.2 nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, ở với cái tầm tiền nó rất là rẻ, chỉ có 210 mấy triệu mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe đời cao còn dáng đẹp, giá rẻ lại còn tiết kiệm nhiên liệu thì em nghĩ đây là một cái dòng xe cực kỳ chất lượng và khá là ok cho tất cả người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Bà con các bác chị em nhà mình đâu ạ? Bà con các bác chị em là mình nào đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu thì em nghĩ đây là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của tôi Hải Phòng. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những cái video tiếp theo của chương trình ạ.